Hey, yeah. và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình Nha thì bữa nay mình sẽ làm về búp anh em ạ à. sẵn mình sẽ hướng dẫn anh em làm tiếp cái sự kiện của Trung Quốc nha Thì uh, cách làm anh em có thể coi lại cái video uh, trước đây mình đã từng làm uh, Có thể là cái video này khi mình edit đó, mình sẽ kèm theo để uh, Cho nên em tìm cho nó dễ ha Thì uh, đó là cách thứ nhất Cách thứ hai anh em có thể sử dụng là cái phần mềm ViewPoster thì cái phần mềm này nó sẽ giảm binh giảm lát cho anh em và đồng thời anh em có thể đổi được cả cái máy chủ luôn hiện tại mình đang chọn ở bên uh, châu á chứ không còn ở khu vực uh, đông nam đông á nữa thì khi mà anh em chọn châu á vô á anh em sẽ thấy cái uh, ở trên đây nó sẽ có dòng chữ của Hàn Quốc nha là lúc đó là anh em biết là anh em có thể tham gia sự kiện nè thì sự kiện của mình anh em để ý có cây B 90 và cái áo này nha rồi anh em bấm vô mình sẽ nói luôn Đây. Chung là sự kiện Trung Quốc thì toàn là tiếng của China thôi, anh em có thể uh, dịch dịch qua để cho nó dễ ha. Có chữ dịch chữ không, có chỗ dịch chữ không thì cái chỗ nào mà không rõ thì anh em có thể dùng cái điện thoại của anh em. Vô cái chỗ Google dịch có cái hình camera đó rồi anh em bấm vô, nó sẽ dịch cho anh em để anh em uh, hiểu ha. Thì uh, cái uh, sự kiện của China lần này là sẽ chơi cái trò đổ xúc sắc anh em ạ. À. Đầu tiên khi anh em đăng nhập vô sẽ cho anh em một cục xúc sắc. Và anh em chơi tiếp cột móc 10 phút, 20 phút, 30 phút nó sẽ cho anh em thêm ba cục xúc sắc nữa. Và khi hoàn thành được 30 phút đó nó sẽ cho anh em thêm một cục xúc sắc và 20 cái đồng tiền. Thì có nghĩa là tổng cộng anh em làm một cái nhiệm vụ Trung Quốc ấy, là nó sẽ là 30 phút sẽ được 5 cục xúc sắc và 20 đồng tiền thì cái cục xuất sắc này là để anh em đi ở dưới đây cái event hai ha cái chỗ này anh em dịch ra giúp mình chỗ này nó sẽ nói là nó sẽ bắt đầu vào cái ngày bao nhiêu á hai mươi hai tháng 7 hay là 24 mươi gì đó, nó bị đè lên cho mình không thấy có nghĩa là event này nó chưa mở cho nên anh em thấy nó sẽ là màu xám hơn còn cái event thứ hai là sau khi mà anh em có năm được cái cục xuất sắc á thì anh em sẽ đổ bắt đầu từ đây anh em sẽ đi vô cái ô nào anh em sẽ nhận được cái phần thưởng tương ứng hết một vòng như vậy anh em sẽ được những cái mảnh đá nhỏ này hay sao nè thì có gì anh em dịch để giúp mình nha mình mình quên mất tiêu rồi mà nó đại khá là như vậy ờ, sau khi mà anh em có được 100 cái mảnh đá nhỏ sau khi đi hết một vòng thì anh em sẽ đổi được một, một, cái mảnh đá lớn như vậy để mua đồ ở đây hiện tại là mình đã đổi được hai viên lớn và có 85 cái mảnh nhỏ thì chưa đổi được nè anh em thấy không đây không đủ số lượng mình còn thiếu 15 cái viên nhỏ nữa mới được cái viên lớn Thì uh, 20 viên đá kia là cao nhất anh em sẽ đổi được cái kim của KB90 Cái kin này mình thấy khá là hiếm nha Khả năng là ở Việt Nam mình chưa có hay sao đấy Rồi là những cái thẻ này thì anh em dịch giúp mình Hoặc là hộp coi hộp đồ, thẻ um, phiếu chợ đen và cái cái đồng tiền Còn cái hầm ngục này nè Khi nào anh em có anh em bấm vô đây nó sẽ có quà cho anh em Hình như là anh em sẽ đi 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 hoàn thành trong này Vô mấy cái chấm hỏi hay sao ấy Còn cái bên đây là anh em vô những cái nhân vật như vậy nè. Là nó sẽ mở cho anh em những cái kỹ năng của nhân vật mà sắp tới Búp sẽ ra mắt nha. Cái này là trước thôi anh em ạ. À. Hình à, như là mình nhớ không lầm thì cái chỗ này là, là tấn công hay là phòng ngự hay là cái gì đó. Nói chung là nó thuộc tính về cái 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 lớp nhân vật đó là bên uh, hiệp sĩ hay là bên uh, pháp sư gì đó. Búp đã từng có một cái sự kiện giống như vậy rồi thì anh em cứ chờ đi. Nói chung là anh em có anh em tích thì anh em cứ tăng lên. Anh em ví dụ như anh em muốn chơi bên phép uh, thuật thì anh em tăng những cái gì đó, anh em dịch chỗ này ra giúp mình. Còn cái mà 20 đồng tiền mà mình nói thì anh em bấm vô đây. Thì 20 cái đồng tiền này cứ một ngày thì chơi 30 phút là anh em sẽ có được 20 nha. Anh em cứ để tích cho mình. 100 đồng anh em sẽ quay được một lượt quay như vậy. Đó. Đây là những phần quà hơi xui ngẫu nhiên nha. Không thì anh em có thể để dành để anh em đổi những cái này. Như như mình đã đổi được cái găng tay 500 đồng này rồi anh em ạ. À. 500 đồng tiền vàng. Và mình chơi lại. Có nghĩa là mình giống như mình reset lại đó. cho nên là mình chỉ còn có bảy thôi. Còn những cái event này nè, nó cũng chưa có ra anh em cứ chờ đi. Mình khá là thích cái cái quần này nha. Cái B90 với cái áo này có thể là nó là của cái event này. Có nghĩa là anh em sẽ có hai cách để anh em sở hữu. Một là anh em phải chơi cái này, đó. Anh em tích đủ 20 viên đá bự anh em mua. Và trên đây, anh em phải chơi đủ bao lâu ta? 20 ngày là đăng nhập 20 ngày anh em sẽ có cái áo thì có sẽ nó sẽ giống như là sẽ có hai cách để anh em sở hữu món đồ trong cái sự kiện ấy tùy anh em muốn lựa chọn cái nào thích hợp ok nó chỉ có vậy thôi ha còn chỗ nào nó không hiểu thì anh em cứ làm như mình lấy cái điện thoại ra dịch tại vì cái cái window này cái cái phần cái trình dịch chrome của mình nó chỗ dịch chỗ không chỗ nào mà nó không dịch được thì anh em cứ dùng cái google dịch của điện thoại dịch cho nó dễ ok thì bây giờ mình sẽ vô nha mình mới đăng nhập thôi mình chưa chơi cứ chơi 30 phút là lụm thôi nè, lụm tiền thôi đúng không thì uh, cái lý do mà anh em nên làm á tại vì nó sẽ trùng với lại cái những cái nhiệm vụ mới đây của búp với update khi mà có hợp tác với lại uh, bên dòng xe lamborghini thì nó sẽ kết hợp làm nhiệm vụ bên cả hai luôn đây nè ví dụ như ở đây anh em chơi nè sống sót 30 phút đó anh em thấy không vào sẵn thôi là anh em đã có một phiếu nè chơi 30 phút chơi 60 phút có nghĩa là anh em chơi một mà được hai đó còn cái cách mà để anh em làm nhiệm vụ để mình nói anh em luôn làm nhiệm vụ khi anh em tham gia làm nhiệm vụ ở nhiệm vụ bát hay là nhiệm vụ uh, uh, sự kiện gì đó thì anh em cứ vô góc tpp này anh em nhớ chọn vô cái này chắc mình nghĩ nhiều anh em biết rồi đó anh em sẽ vô chọn chế độ thường á thì cái lúc này chế độ thường là nó có bot nhiều lắm cái chế độ là chỉ có góc nhìn tpp thôi nha có góc nhìn thứ ba đó và gần như là chỉ có bot không à hình như là chỉ có khoảng 3 team người thôi à, còn lại là bot không thao cho anh em làm nhiệm vụ